xin chào cả nhà. Hôm nay Thoa lại tiếp tục sửa sang nhà cửa. Hôm nay á, là nhà tắm này nọ kia đã làm xong hết rồi. Thì hôm nay á, tụi Thoa sẽ ráp cái nền nhà mới. Tại vì cái nền nhà cũ á, nó nhiều màu mè quá. Với hơn nữa sửa ống cống đã cưa cái nền nhà ra cho nên nó không có còn được được đẹp. Cho nên hôm nay là tụi Thoa sẽ thay nguyên một cái nền nhà mới, sẽ ráp cái nền nhà mới. So, bây giờ Thoa coi cho Thoa phải chuẩn bị dọn dẹp đồ để bắt đầu ráp cái nền nhà mới nha. Đó, đây là cái nền nhà cũ nè. Giờ Thoa đang sửa soạn dọn dẹp sạch sẽ để bắt đầu làm. Chung quanh cái nền nhà thì Thoa đã tháo mấy cái molding ra hết rồi. Đây là cái máy mà để Thoa cắt cái vano nè. Đó, bây giờ đó, thấy cái nền nhà không? Bên đây một màu, rồi qua bên đây lại màu khác nữa, rồi đi xuống chút xíu á, thì thấy không, cái đường xi măng cắt á, nối á, cho nên á, cái nhà này nó tới 2-3 màu lận. Thì hôm nay tụi Thoa sẽ nốt gạch nguyên cái nhà bếp nè, rồi cái phòng khách nè, rồi sau đó vô cái hallway nè, thấy chưa? Hôm nay Thoa có chú em tới giúp, thì hai người làm thì nó sẽ lẹ. Đây là đồ mới order ở Home Depot về. Đây là những cái hộp mà đựng mấy cái van ở bên trong để nốt nền nhà đó. Cái này mới một nửa thôi, còn một nửa đang còn ở ngoài đó. Đó, giờ khiêng vô. Quá trời luôn. Đây là cái miếng mà tụi Thoa mua nè. Bề ngang nó hơn một gang tay. Nó to như vậy á, thì ráp nhìn nó đẹp hơn, nó sang. Đây là phía sau nè. Phía sau nó có nhựa đó, thì nó tốt hơn. Nó tốt hơn chứ không có xài. Nó có cái loại mà đằng sau nó giống như là gỗ á. Cái xài cái loại đó mình đi một thời gian là nó bị tét ra. Còn cái loại này mình mua dày lắm, tới 22mm. Mình mua cái loại này nó dày á. Tại mình đi ở ngoài đây nhiều cho nên mình mua cái loại dày, mình đi cho nó tốt. Cái loại này loại mới bây giờ á, nó không có squat, cái là nước vô cũng không có sao. Đó, cái miếng này bây giờ là bắt đầu thoa ráp vô nè. It lasts forever. Đó, bây giờ bắt đầu là ráp mấy cái tấm này vô như vậy đó. Rồi lấy cho vui sao.
Đây, hôm nay làm 3 tiếng đồng hồ. Thoa và chú em làm 3 tiếng đồng hồ. Đó, được một phòng. Bây giờ còn cái phòng bên đây, ngày mai làm. Hôm nay là làm tới đây thôi. Đó, từ cái khúc này. Đó, nhìn nó sáng sủa đó ha. Đó, còn bằng đó thùng để ngày mai làm. Tiếp tục. Đó. Làm xong nhìn thấy cái nhà nó rất là sạch sẽ. Thôi, ngày mai làm tiếp. Bây giờ nghỉ. Thank you.
Nền nhà của Thoa đã làm xong hết rồi đây. Đó, trong kitchen nè, đó. Làm xong hết rồi. Đó. And đây phòng khách nè, thì Thoa lên xong hết rồi. Đây là cái hallway. Đó. Hallway đã làm xong. Bây giờ là chỉ cần làm molding thôi, chung quanh cái tường đó. Đó, nền nhà đẹp chưa? Đấy, giờ làm xong hết rồi. Đó, nhìn cái nhà rất là sáng sủa, đẹp đẽ luôn. Bây giờ là ta chỉ cần dọn dẹp nhà cửa gọn lại là nhìn rất là rộng và thoải mái. Đó là cái đống này là thôi còn dư nè, phải mang đi trả. Video của Thoa tới đây là đã hoàn tất. Cái nhà của Thoa đã completely done, xong hết rồi. So, từ bây giờ trở đi là cái nhà sạch sẽ, đẹp đẽ, thoải mái. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi cái video Thoa sửa sang nhà cửa nha. Thank you và cảm ơn. Sẽ hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video kỳ sau. Bye bye.